ngày 5 tháng 6 năm 2020, thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Những trường hợp này sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta tính đến thời điểm này là 307 trên tổng số 328 bệnh nhân, chiếm 94% tổng số bệnh nhân. Hiện còn 21 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Cụ thể như sau, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Bệnh nhân 293, 30 tuổi, nam, địa chỉ ở Tân Kỳ, Nghệ An, vào viện ngày 18 tháng 5. Bệnh nhân 302, bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vào viện ngày 18 tháng 5. Bệnh nhân 320, bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ ở Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 18 tháng 5. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương, có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân 314, bệnh nhân nữ 62 tuổi quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 16 tháng 5. Bệnh nhân 325, bệnh nhân nữ 34 tuổi quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 24 tháng 5. Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.